Xin chào các anh chị. Trong video ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ với anh chị bất động sản Quảng Ninh tiềm năng như thế nào. Đây là video thứ tư trong chuỗi video của tôi đã giới thiệu về tiềm năng phát triển của bất động sản tại Quảng Ninh. Video đầu tiên thì tôi đã chia sẻ về vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên. Video thứ hai tôi chia sẻ về cơ sở hạ tầng của tỉnh Quảng Ninh. Và video thứ ba tôi chia sẻ về quy hoạch phát triển của tỉnh Quảng Ninh trong tương lai, tầm nhìn đến năm 2050. Còn trong video ngày hôm nay, Bích Ngọc sẽ chia sẻ với anh chị về một yếu tố cuối cùng của thị trường, nhưng cũng không kém phần quan trọng trong việc giúp các nhà đầu tư đánh giá một thị trường trước khi đầu tư, đó là chính sách ưu đãi của chính quyền và nhà nước đối với các nhà đầu tư tại tỉnh Quảng Ninh. Quảng Ninh hiện tại đang áp dụng nhiều cơ chế, chính sách ưu đãi đối với các nhà đầu tư và các khu kinh tế, khu công nghiệp và khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh. Theo chính sách chung, các doanh nghiệp đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế ở Quảng Ninh sẽ được áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 20%, miễn thuế 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo, miễn tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, miễn toàn bộ tiền thuê đất trong suốt thời gian thực hiện dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế. Tỉnh cũng miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản, hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng như hệ thống xử lý nước thải và chất thải, đường gom, đường vào, hỗ trợ bồi thường, giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Ngoài các chính sách chung theo nghị định của nhà nước, tỉnh Quảng Ninh cũng đã ban hành các chính sách hỗ trợ đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế riêng như ưu đãi về tiền thuê đất, chính sách về đất xây dựng khu dân cư và tái định cư. Đặc biệt là hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tỉnh hỗ trợ 30%. Ngay sau khi nhà đầu tư có phương án, nên công tác giải phóng mặt bằng tại các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn có rất nhiều thuận lợi như khu công nghiệp Việt Hưng, khu công nghiệp Hải Yên và Tech Home. Đối với nhà đầu tư thứ cấp, Quảng Ninh sẽ hỗ trợ đào tạo nghề, xúc tiến thương mại và đầu tư, chuyển giao công nghệ, chi phí thông báo thành lập doanh nghiệp và quảng cáo sản phẩm trên cổng thông tin điện tử của tỉnh Quảng Ninh và website Ban Quản lý Khu Kinh tế Quảng Ninh. Hiện nay, tỉnh Quảng Ninh có 11 khu công nghiệp, một khu kinh tế ven biển Vân Đồn và ba khu kinh tế cửa khẩu được quy hoạch phân bố 11 trên 14 huyện, thị xã và thành phố với tổng diện tích 368.000 ha, chiếm 30,2% diện tích của tỉnh Quảng Ninh. Trong 5 tháng đầu năm 2019, tổng vốn thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế của Quảng Ninh đạt gần 3.000 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đạt 27,87 triệu đô, tương đương 1.700 tỷ đồng, và vốn đầu tư trong nước tương đương 1.300 tỷ đồng. Trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh hiện có 245 dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách trong các khu công nghiệp, khu kinh tế. Theo đó, ở ba khu kinh tế cửa khẩu, Móng Cái ở Móng Cái, Bắc Phong Sinh ở Hải Hà và Hoành Mô Đồng Văn ở Bình Liêu có tới 95 dự án, trong đó có 17 dự án FDI và 78 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký là gần 298 triệu đô và gần 10.180 tỷ đồng. Chi tiết về các chính sách ưu đãi hỗ trợ đầu tư của tỉnh Quảng Ninh thì Ngọc sẽ phân tích trên 3 phương diện. Thứ nhất đó chính là ưu đãi hỗ trợ đầu tư vào các khu công nghiệp. Và thứ hai đó chính là chính sách ưu đãi hỗ trợ đầu tư vào đặc khu kinh tế. Và thứ ba thì sẽ là chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư vào khu kinh tế cửa khẩu. Chính sách ưu đãi hỗ trợ đầu tư trong các khu công nghiệp hiện nay. Ngọc xin phép được show ở trên màn hình để các anh chị có thể tiện nhìn. Thứ nhất đó chính là chính sách ưu đãi hỗ trợ đầu tư trong các khu công nghiệp. Thì ở tỉnh Quảng Ninh hiện nay có tới 11 khu công nghiệp nằm rải rác từ Uông Bí, từ Quảng Yên, Uông Bí, Móng Cái, Hạ Long, Cẩm Phả. Thì ở đây thì phần thuế thu nhập doanh nghiệp theo nghị định của chính phủ thì cũng thực hiện như là Ngọc đã chia sẻ ở phía trên, thì sẽ thuế suất ưu đãi là 10% trong vòng 15 năm, miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo đối với thu nhập từ các dự án đầu tư mới. Thuế nhập khẩu ở đây thì sẽ miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu, thiết bị máy móc vật tư để tại tài sản cố định của dự án.
được đầu tư vào lĩnh vực ưu đãi về thuế nhập khẩu quy định tại Nghị định 87/2010/NĐ-CP. Còn ở đây riêng trong phần ưu đãi đối với khu công nghiệp thì tính chính sách hỗ trợ của tỉnh Quảng Ninh gồm có đối với chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp thì sẽ được tính cái tỷ lệ tiền thuê đất ở mức thấp nhất là 0,75% nhân với giá đất. Hỗ trợ ứng trước 30% chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng này và hỗ trợ 30% tổng mức đầu tư hệ thống xử lý nước thải khu công nghiệp, tối đa 30 tỷ đồng sau khi đã hoàn thành xây dựng. Đối với chủ đầu tư dự án thứ cấp thì sẽ được hỗ trợ chi phí đào tạo nghề ngắn hạn cho người lao động trong 2 năm đầu kể từ khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư, hỗ trợ 50% chi phí đi lại khi tham gia chương trình xúc tiến thương mại đầu tư của tỉnh, miễn phí thông báo thành lập doanh nghiệp và giảm 15% phí quảng cáo sản phẩm trên cổng thông tin điện tử của tỉnh Quảng Ninh và website ban quản lý khu kinh tế. Phần thứ hai sẽ là chính sách ưu đãi hỗ trợ đầu tư tại khu kinh tế Vân Đồn, mà Vân Đồn dự kiến sẽ trở thành đặc khu và trở thành một trong ba đặc khu của cả nước, đó là Vân Đồn, Bắc Phong Sinh và Phú Quốc. Tuy cái luật phê duyệt để thành lập đặc khu kinh tế Vân Đồn chưa được phê duyệt, tuy nhiên thì cơ như Ngọc đã trình bày trong những video đợt trước thì cơ sở hạ tầng Vân Đồn hiện tại thì đã khá là hoàn thiện và rất 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 nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đã đăng ký vốn để đầu tư tại đây. Ở đây thì tại sao đặc khu kinh tế Vân Đồn lại có sức hút như vậy? Anh chị có thể xem những cái phần sau đây về thuế thu nhập doanh nghiệp thì suất thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ được giảm 10 sẽ được là còn 10% trong vòng 15 năm, miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới. Về thuế thu nhập cá nhân sẽ được giảm 50% số thuế thu nhập cá nhân phải nộp theo quy định đối với người Việt Nam và người nước ngoài trực tiếp làm việc sản xuất kinh doanh tại khu kinh tế. Về thuế nhập khẩu, miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu, thiết bị, máy móc, vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư được ưu đãi về thuế nhập khẩu quy định tại phụ lục ban kèm. Thứ tư là về tiền thuê đất, thuê mặt nước thì miễn tiền thuê đất mặt nước cho cả thời hạn thuê đối với dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư, miễn tiền thuê đất mặt nước đối với các dự án đầu tư trong thời gian xây dựng cơ bản tối đa 3 năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất mặt nước, sau thời gian trên tiếp tục miễn tiền thuê đất mặt nước trong 11 năm đối với các dự án đầu tư mới, miễn 15 năm đối với các dự án thuộc danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư. Thứ năm là về xuất nhập cảnh, cư trú và tạm trú. Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đến làm việc, đầu tư kinh doanh tại khu kinh tế và các thành viên của họ được cấp thị thực xuất nhập cảnh có giá trị nhiều lần và có thời hạn phù hợp với thời hạn làm việc tại khu kinh tế, được cư trú và tạm trú có thời hạn trong khu kinh tế và cả ở Việt Nam. Và cơ chế chính sách đặc thù thì xem xét hỗ trợ một phần từ nguồn ngân sách nhà nước, nguồn trái phiếu chính phủ, nguồn ODA đối với các dự án sân bay Vân Đồn, cảng hàng không Quảng Ninh, bệnh viện quốc tế Vân Đồn, hạ tầng giao thông xuyên đảo. Đó. Còn là phần cuối cùng Ngọc chia sẻ sẽ là phần ưu đãi hỗ trợ đầu tư trong các khu kinh tế cửa khẩu. Ở Quảng Ninh hiện nay thì có 3 khu kinh tế cửa khẩu. Thứ nhất là Móng Cái ở thành phố Móng Cái. Thứ hai đó chính là Bắc Phong Sinh ở huyện Hải Hà. Và thứ ba đó chính là Hoành Mô Đồng Văn ở huyện Bình Liêu. Ở đây thì thuế thu nhập doanh nghiệp được hưởng là 10% trong vòng 15 năm, miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo đối với thu nhập doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại khu kinh tế cửa khẩu. Về thuế thu nhập cá nhân thì ở đây cũng được giảm 50% số thuế thu nhập cá nhân phải nộp theo nghị định đối với người Việt Nam và người nước ngoài trực tiếp làm việc sản xuất kinh doanh tại khu kinh tế cửa khẩu. Về thuế nhập khẩu thì đây được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu thiết bị máy móc vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được để tạo tài sản cố định theo quy định đối với dự án đầu tư tại khu kinh tế cửa khẩu trừ khu phi thuế quan. Tiền thuê đất thuê mặt nước thì sẽ miễn tiền thuê đất mặt nước đối với dự án thuộc lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư theo quy định kể từ ngày dự án hoàn thành xây dựng và đưa vào sử dụng, miễn tiền thuê đất mặt nước trong 11 năm đối với các dự án, miễn trong 15 năm đối với các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư theo quy định. Đối với các nhà đầu tư tại khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, được giảm 70% tiền thuê đất mặt nước tính theo đơn giá thuê đất mặt nước áp dụng tại huyện có mức giá thuê thấp nhất trong địa bàn tỉnh theo quy định của Ủy ban Nhân dân tỉnh, tính từ năm nhà đầu tư hết thời gian được hưởng các mức ưu đãi trên. Tiền sử dụng đất, các nhà đầu tư được giao đất có tiền sử dụng đất để làm mặt bằng sản xuất kinh doanh thì được
miễn tiền sử dụng đất đối với dự án thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư, giảm 50 đến 30% trong những cái trường hợp không thuộc mục trên. Chính sách hỗ trợ riêng của tỉnh Quảng Ninh thì đối với chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, hỗ trợ ứng trước 30% chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng tái định cư khi đã chi trả 50% theo giá trị phương án đã được phê duyệt. Hỗ trợ 30% tổng mức đầu tư hệ thống xử lý nước thải khu công nghiệp tối đa 30 tỷ đồng sau khi đã hoàn thành xây dựng. Chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp diện tích 100 ha trở lên được xét ưu tiên đầu tư khu đô thị hoặc khu dân cư, dịch vụ hạ tầng xã hội ngoài hàng rào đi kèm khu công nghiệp có diện tích tương ứng 30% đến 50% diện tích khu công nghiệp. Đối với chủ đầu tư dự án thứ cấp, thứ nhất thì sẽ được hỗ trợ chi phí đào tạo nghề ngắn hạn cho người lao động trong 2 năm kể từ khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư. Thứ hai, hỗ trợ 50% chi phí đi lại khi tham gia chương trình xúc tiến thương mại đầu tư của tỉnh, miễn phí thông báo thành lập doanh nghiệp và giảm 15% phí quảng cáo sản phẩm trên cổng thông tin điện tử của tỉnh Quảng Ninh và website Ban Quản lý Khu Kinh tế. Trên đây là những cái thông tin về chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đối với các nhà đầu tư vào tỉnh Quảng Ninh. Ngọc hy vọng rằng những cái thông tin trên sẽ rất hữu ích đối với các anh chị, những ai mà kể cả là đã, đang, sẽ hoặc là chưa có ý định đầu tư tại tỉnh Quảng Ninh. Rất cảm ơn các anh chị đã dành thời gian lắng nghe. Thì Ngọc xin phép được xin phép các anh chị hãy cho Ngọc một cái cảm ơn các chị đã lắng nghe. Ngọc rất vui nếu các anh chị có thể like và comment và ủng hộ video của Ngọc. Nếu các anh chị có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào hoặc cần tài liệu bản mềm về cái phần chính sách ưu đãi của tỉnh Quảng Ninh thì anh chị có thể comment xuống dưới video này để Ngọc có thể liên hệ lại và gửi lại anh chị. Nếu các anh chị thấy video này hay, các anh chị có thể chia sẻ cho bạn bè của mình. Và Ngọc rất vui nếu các anh chị có thể nhấn nút chuông trên màn hình để sau này có thể cập nhật được những cái video mới nhất của Ngọc về thị trường bất động sản cũng như là thị trường bất động sản tại Quảng Ninh nói riêng. Xin chào và hẹn gặp lại trong video lần sau. Cảm ơn các anh chị đã lắng nghe.